Tiếp tục cập nhật những thông tin sự kiện đang được quan tâm, mời quý vị và các bạn cùng đến với chương trình Người đưa tin 24 giờ. Chương trình được phát sóng trực tiếp hàng ngày trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1. Hôm nay thứ Bảy ngày 26 tháng 11 năm 2022, chương trình sẽ có những thông tin đáng chú ý sau đây. Số ca tử vong do sốt xuất huyết chủ yếu nhập viện muộn. Hai học sinh lớp 6 lên cơn co giật khi ăn kẹo từ người lạ cho. Cột điện bốc cháy gần trường đại học ở Thái Nguyên. Câu chuyện cuộc sống, đồng cảm, sợi dây kết nối các mối quan hệ. Liên quan phiên tòa xét xử vụ bé gái bị bạo hành đến tử vong, bị cáo Nguyễn Võ Quỳnh Trang lãnh án tử hình. Thưa quý vị và các bạn, số ca mắc sốt xuất huyết đang tiếp tục có dấu hiệu gia tăng tại nhiều địa phương. Các chuyên gia lo ngại từ nay đến tháng 12 tới có thể sẽ là đỉnh dịch của sốt xuất huyết. Thống kê tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương, từ tháng 5 đến nay có 15 ca sốt xuất huyết tử vong. Đa số do bệnh nhân nhập viện muộn, không thể cứu chữa, trong đó có 4 ca ngưng tim. Các chuyên gia nhận định, trong thời điểm nhiều dịch bệnh như hiện nay, người dân có thể chỉ nghĩ mình bị cúm hoặc mắc COVID-19 nên không đi điều trị. Đến ngày thứ tư, thứ năm thì bệnh đã đi vào sốc và khó cứu chữa. Các bác sĩ khuyến cáo người dân nếu điều trị sốt xuất huyết tại nhà phải theo dõi sát sao khi thấy có các dấu hiệu như là mệt lả, nôn, tiêu chảy, chảy máu chân răng, chảy máu mũi thì cần phải nhập viện gấp để được các bác sĩ chẩn đoán, xét nghiệm chính xác tình trạng bệnh và điều trị kịp thời. Thành phố Hà Nội đã thành lập các đoàn thanh tra kiểm tra điều kiện an toàn thực phẩm và kiểm soát nguyên liệu đầu vào tại bếp ăn tập thể các trường học. Trong số 215 cơ sở được kiểm tra thì có 182 cơ sở đạt, chiếm tỷ lệ 84,7%. Những cơ sở chưa đạt yêu cầu chủ yếu là bố trí bàn chia đồ ăn chính chưa phù hợp, thiếu dụng cụ che đậy bảo quản đồ ăn chính tại khu vực tra đồ ăn, thùng rác tại một số bếp ăn không có nắp đậy kín, một số bếp ăn chưa có xe chuyên dụng để vận chuyển suất ăn sẵn, chưa có biện pháp để bảo quản đồ ăn chính theo quy định. Qua giám sát kiểm tra thì đa số các trường học đã chủ động kiểm soát nguồn gốc thực phẩm sử dụng trong bếp ăn tập thể, công khai các đơn vị đã được lựa chọn. Tuy nhiên, một số cơ sở chưa xuất trình được phiếu giao nhận, sổ giao nhận giữa cơ sở và các hộ thành viên đăng ký cung cấp thực phẩm. Việc thực hành của nhân viên sơ chế đóng gói chưa được thường xuyên, vẫn còn cơ sở sơ chế và đóng gói nguyên liệu trực tiếp dưới nền nhà. Vậy thưa quý vị, các bậc phụ huynh bên cạnh đó cũng phải cần lưu ý là con em mình cảnh giác trước người lạ và các em học sinh không nên nhận quà bánh từ người không quen biết vì có thể dẫn đến những nguy cơ khó lường. Như là mới đây, hai em BNKA và NDB, học sinh lớp 6 ở thị trấn Tân Châu, huyện Tân Châu có dấu hiệu mệt, co giật, khó thở khi được người lạ cho ăn kẹo. Công an huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh hiện đang điều tra làm rõ vụ việc này. Trước đó, bên ngoài cổng trường, em A và B được một người đàn ông khoảng 60 tuổi tiếp cận, xưng là người quen của gia đình và cho ăn kẹo. Sau khi ăn, hai học sinh trên có dấu hiệu mệt, co giật, khó thở. Các em được nhà trường sơ cứu và liên hệ với phụ huynh đưa vào trung tâm y tế huyện Tân Châu cấp cứu. Đến nay, sức khỏe của hai học sinh đã ổn định. Và liên quan đến vụ việc, công an huyện Tân Châu đã tiến hành test nhanh ma túy với hai học sinh và cho kết quả âm tính. Đoàn kiểm tra liên ngành vệ sinh an toàn thực phẩm huyện Tân Châu đã lấy các mẫu thực phẩm có liên quan gửi chi cục an toàn vệ sinh thực phẩm xét nghiệm và tiếp tục xác định rõ nguyên nhân. Một vụ tai nạn giao thông thương tâm vừa xảy ra trên đường D1 đoạn qua khu phố Bào Ké, thị trấn Tân Phú, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước khiến một người tử vong. Chiều hôm qua, xe container lưu thông trên đường D1 hướng từ thành phố Hồ Chí Minh đi huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước. Khi đến ngã tư giao nhau với đường vào cổng khu công nghiệp Bắc Đồng Phú thuộc khu phố Bào Ké, thị trấn Tân Phú, thì xảy ra va chạm với xe máy do nhân viên giao hàng tên là Tuấn, 27 tuổi, ngụ phường Tiến Thành, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước điều khiển, đang rẽ vào cổng khu công nghiệp Bắc Đồng Phú. Hậu quả vụ tai nạn làm người đi trên xe máy tử vong. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ. Tại thành phố Hồ Chí Minh, công an thành phố Thủ Đức đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ xe container bốc cháy làm phần cabin bị thiêu rụi và rất may là tài xế đã kịp thời thoát ra ngoài. Hơn 20 giờ tối qua, xe container đang lưu thông trên quốc lộ 1 hướng cầu Dược Linh Xuân đi Suối Tiên. Khi vừa qua khỏi khu chế xuất Linh Trung thuộc phường Linh Trung thành phố Thủ Đức thì bất ngờ bốc cháy ở phần cabin. Phát hiện vụ việc, nam tài xế nhanh chóng tấp xe vào sát giải phân cách rồi thoát ra ngoài hô hoán.
người dân đã dùng bình chữa cháy mini hỗ trợ dập lửa nhưng bất thành. Chỉ trong ít phút, lửa bao trùm phần cabin cùng với nhiều tiếng nổ. Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã nhanh chóng tới hiện trường dập tắt đám cháy. Mới đây, cột điện gần trường đại học ở Thái Nguyên đã bốc cháy kèm nhiều tiếng nổ khiến cho nhiều người hoảng sợ. Vụ cháy xảy ra tại phường Tân Thịnh, thành phố Thái Nguyên. Dù việc xảy ra vào tối qua, ngọn lửa đã bùng phát tại cột điện ngay sát phía sau cổng phụ của một trường đại học trên địa bàn phường Tân Thịnh, thành phố Thái Nguyên. Chỉ trong ít phút, ngọn lửa nhanh chóng lan rộng ra toàn bộ dây điện, dây mạng tại cột điện trên, kèm theo những tiếng nổ lớn. Sau đó, ngọn lửa đã được lực lượng chức năng khống chế, không gây cháy lan sang nhà dân. Nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra làm rõ. Thưa quý vị, trong cuộc sống, sự đồng cảm sẻ chia. Đôi khi chỉ cần một cái bắt tay, một ánh mắt trìu mến hay là một lời nói động viên chân thành cũng sẽ mang đến cho người khác niềm hạnh phúc và động lực. Do đó mà đồng cảm cũng chính là sợi dây kết nối mọi người lại với nhau, tạo nên mối quan hệ tốt đẹp và bền chặt. Và đây cũng là nội dung của câu chuyện cuộc sống ngày hôm nay. Mời quý vị cùng theo dõi. Đồng cảm là khả năng đặt mình vào vị trí của người khác để thấu hiểu cũng như cảm nhận được những điều mà họ đang phải trải qua. Nếu có được sự đồng cảm, mọi người sẽ trở nên vị tha, hướng đến lối sống vì cộng đồng nhiều hơn. Từ đó khoảng cách trong các mối quan hệ cũng được rút ngắn lại, mọi người thêm gắn bó với nhau hơn. Khi chúng ta đồng cảm thì chúng ta thấy bản thân của mình, chúng ta sẽ cảm thấy là dễ dàng, chúng ta tiếp cận, chúng ta đối diện với người đối diện. Và đối với người đối diện chúng ta, họ cũng dễ dàng cởi mở, dễ dàng chia sẻ và dễ dàng lắng nghe sự chia sẻ của chính chúng ta. Ví dụ như chúng ta bước ra ra ngoài, chúng ta giao tiếp với ai đó, người ta nở một nụ cười, người ta chào mình. Đó là sự đồng cảm. Chúng ta cảm thấy một ngày mới rất là năng lượng. Ở trong trường hợp chúng ta có những cái khó khăn, một ai đó lắng nghe, một ai đó chia sẻ, chúng ta cảm thấy là nó nhẹ nhàng hơn trong cái việc tìm kiếm giải pháp. Khi mà một ai đó không đồng cảm với những người xung quanh, không có bước ra ngoài, nên lâu dài những người xung quanh họ sẽ rời xa họ. Đồng cảm còn khuyến khích mọi người thực hiện công việc từ thiện, giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn hơn mình, để không ai bị bỏ lại phía sau. Đó có thể là chia sẻ về vật chất hoặc về tinh thần. Điều này góp phần xây dựng nên một cộng đồng tích cực, gần gũi, thân thiện với nhau. Cô nhìn lại cái khoảng thời gian mà hồi lúc mà cô mới đến phường Phú Cường mà cô dạy lớp tình thương này, thì cô nhìn lại cái khoảng thời gian đó cô rất là mừng và rất là vui. Coi như là tất cả những cái số tiền đó thì không phải là cô cho hết lớp tình thương, một sẽ trích. Coi như là phân nửa, coi như một phần hai cô để dành để cho mua quà cho các em. Cô nghĩ rằng đây là cái quyết tâm của cô. Cô dành những số tiền đó là sức lao động của cô, là mình đã tạo đồng tiền đó ra, sức lao động của mình làm từ thiện cho cái lớp của mình hoặc là những người khó khăn hơn mình, thì cô rất là vui và rất sung sướng. Thì cũng từ nhỏ xuất thân, nó cũng do một gia đình là tương đối khó khăn, cũng nhờ để có ngày hôm nay thì cũng nhờ sự giúp đỡ của rất là nhiều tổ chức cá nhân khác, để giống như là điển hình như là các thầy cô đó. Thì từ cái những sự giúp đỡ đó nên là có Vũ có một cái tâm gọi là cái mong muốn. Thì khi mà mình đi học xong, mình lớn lên, mình có công việc ổn định thì mình sẽ giúp lại để những người có hoàn cảnh như mình hồi đó, và cũng chia sẻ yêu thương. Chính cái những cái sự đồng cảm, mình cảm thấy mình vào vị trí của họ thì mình mới có những cái ý tưởng để giúp họ một cách lâu dài hơn. Trong môi trường làm việc, có được sự đồng cảm dễ tạo nên không gian hài hòa, dễ chịu, có phần nâng cao năng suất làm việc, giúp đỡ và cùng nhau phát triển. Không chỉ vậy, sự đồng cảm còn thúc đẩy suy nghĩ, hành động của con người theo tinh thần tích cực, công bằng. Ngược lại, nếu thiếu đi hương vị của sự đồng cảm, sẻ chia, có thể chúng ta sẽ trở nên lạc lõng trong thế giới riêng, nhỏ bé của mình. Việc nuôi dưỡng cái sự đồng cảm ở con trẻ, nó không hề đơn giản đâu. Nó là một quá trình lâu dài, kiên nhẫn và phải được giáo dục từ bé.
thì mới có thể mang lại cái hiệu quả tốt nhất. Chúng ta cũng phải nên khuyến khích bé nói ra cái cảm xúc của mình. Bên cạnh đó, phụ huynh cũng phải khen, cũng nên tập cái thói quen khen con mình khi con mình biết rung động trước những cái đẹp, biết con mình cảm thông trước những cái mảnh đời cơ cực. Bên cạnh đó, phụ huynh cũng phải là tấm gương. Phụ huynh cũng phải là tấm gương để mà con em học, con em mình học tập trong cái việc định hướng cái cảm xúc cũng như là giáo dục cái sự đồng cảm cho con em mình. Trong cuộc sống, một sự đồng cảm đúng lúc đôi khi có thể thay đổi một số phận, thậm chí là cứu sống một con người. Để kết nối nó được với nhau thì cái điều quan trọng nhất là chúng ta phải lắng nghe. Tại vì khi chúng ta lắng nghe, chúng ta sẽ hiểu hơn người đối diện. Và khi chúng ta hiểu người đối diện, chúng ta sẽ có những cái ứng xử nó phù hợp, nó hài hòa. Qua đó chúng ta mới có thể chúng ta kéo dài cái sợi dây kết nối của chúng ta với họ, và họ sẽ lắng nghe chúng ta. Hãy chủ động làm điều đó, và làm điều đó mỗi ngày, chúng ta sẽ có những cái giá trị cho chúng ta. Đồng cảm sẽ làm nên những giá trị sống tốt đẹp, đem đến niềm tin sâu sắc và những động lực lớn lao. Bản thân mỗi người chúng ta cần mở lòng, sẵn sàng chia sẻ, bởi chính sự đồng cảm sẽ tạo nên mối quan hệ gắn kết và bền chặt hơn. Quý vị đang theo dõi chương trình Người đưa tin 24 giờ của Đài Truyền hình Vĩnh Long. Sau đây là những thông tin sẽ có trong phần tiếp theo. Bị cáo Nguyễn Võ Quỳnh Trang lãnh án tử hình trong phiên tòa xét xử vụ bé gái bị bạo hành đến tử vong. Bắt đối tượng cướp tiệm vàng tại Bắc Giang sau hơn 3 giờ gây án. Hiệu quả từ mô hình trồng băng tây trên đất cà phê. Quý vị, chiều tối qua, phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án bạo hành bé gái 8 tuổi dẫn đến tử vong xảy ra tại thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên án các bị cáo. Theo đó, hội đồng xét xử tuyên mức án tử hình đối với bị cáo Nguyễn Võ Quỳnh Trang, còn bị cáo Nguyễn Kim Trung Thái lãnh án 8 năm tù. Theo cáo trạng, Nguyễn Võ Quỳnh Trang đang sống cùng Nguyễn Kim Trung Thái và con riêng của Thái là cháu VA. Vào tháng 12 năm ngoái, Trang đã dùng hung khí đánh vào vùng trọng yếu của cháu VA trong gần 4 giờ liền, dẫn đến việc cháu VA tử vong. Con Thái nhìn thấy Trang đánh và hành hạ con gái nhiều lần, nhưng vẫn thờ ơ, không ngăn cản hay bảo vệ che chở cho con mình. Có lúc Thái còn cùng Trang đánh cháu VA, giúp sức cho Trang hành hạ cháu VA, xóa camera che giấu hành vi phạm tội của Trang. Theo hội đồng xét xử, hành vi của Nguyễn Võ Quỳnh Trang là dã man, tàn nhẫn, đặc biệt nguy hiểm. Nhiều tình tiết tăng nặng như phạm tội với trẻ em, vì động cơ đê hèn nên áp dụng mức án cao nhất. Bị cáo Nguyễn Kim Trung Thái nhiều lần thấy Trang đánh con gái nhưng không can ngăn mà còn cùng người tình đánh chửi nạn nhân. Từ đó, hội đồng xét xử tuyên phạt Trang mức án tử hình về tội giết người, 3 năm tù về tội hành hạ người khác. Tổng hợp hình phạt là tử hình. Nguyễn Kim Trung Thái nhận 3 năm tù về tội hành hạ người khác, 5 năm tù về tội che giấu tội phạm. Tổng hợp hình phạt là 8 năm tù. Công an thành phố Bắc Giang vừa phối hợp với các đơn vị có liên quan và quần chúng nhân dân bắt giữ đối tượng cướp tiệm vàng tại xã Vĩnh Trì, thành phố Bắc Giang. Đối tượng bị bắt chỉ sau khoảng 3 giờ gây án. Khi nhận được tin báo về việc cửa hàng vàng bạc Hưng Điệp có địa chỉ tại phố Cốc, xã Vĩnh Trì, thành phố Bắc Giang, bị một thanh niên lạ mặt giả vờ mua vàng, sau đó cướp 2 dây chuyền vàng trị giá trên 17 triệu đồng. Cơ quan chức năng đã triển khai phương án truy bắt đối tượng. Chỉ sau khoảng 3 giờ gây án, đối tượng Tần Văn Diên, sinh năm 1996, trú tại xã Ngàm Đăng Dài, huyện Quàng Su Phì, tỉnh Hà Giang, đã bị bắt khi đang lẩn trốn tại thôn Núm, xã Vĩnh Trì, thành phố Bắc Giang. Tại cơ quan công an, đối tượng Diên đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Bắc Giang đang tạm giữ đối tượng Tần Văn Diên để điều tra, xử lý theo quy định. Thưa quý vị, đây là hình ảnh vườn măng tây đang cho thu hoạch của thành viên hợp tác xã măng tây xanh Lang Biang ở xã Nam Hà, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng. Từ một số hộ trồng ban đầu, đến nay đã thu hồi vốn và có lời. Chính vì vậy, hơn 10 hectare đất trồng cà phê được các hộ ở Nam Hà liên kết với nhau cùng trồng măng tây.
Năm 2019, ông Nguyễn Văn Đoá là một trong những nông dân đi tiên phong thay thế cây cà phê bằng cây mang tây trên diện tích trồng thử nghiệm vài trăm mét vuông của mình. Sau đó dần dần bổ sung quy trình kỹ thuật từng giai đoạn, rồi chuyển giao liên kết với nhiều nông hộ trong xã. Thông qua một doanh nghiệp, ông Đoá đã mua hạt giống mang tây trồng trên 2 hectare diện tích đất cà phê ngoài trời, mật độ trung bình 20.000 cây một hectare. Tính theo giá thị trường, cuối tháng 10 vừa qua, giá mang tây vào khoảng 65.000 đồng một ký. Ông Đoá đạt doanh thu trung bình là 600.000 đồng trên 1.000 mét vuông trong một ngày. Sau khi trừ các chi phí, mỗi năm ông Đoá đạt lợi nhuận hơn 1,2 tỷ đồng một hectare trồng mang tây. Từ hiệu quả đó, ông Nguyễn Văn Đoá đã vận động thành lập hợp tác xã mang tây xanh Lang Bian ở xã Nam Hà, huyện Lam Hà. Và theo tính toán của người dân, chỉ sau hơn một năm thu hoạch mang tây là thu hồi được nguồn vốn đầu tư ban đầu. Thời gian gần đây, hai con dơi rừng lớn thường xuyên xuất hiện gần khu dân cư ở xã Châu Phong, huyện Quỳ Châu, tỉnh Nghệ An để kiếm ăn, phá vườn trồng keo, chuối khiến cho người dân lo lắng. Và đây không phải là lần đầu tiên dơi rừng xuất hiện và phá hoại hoa màu tại các bản làng trong tỉnh Nghệ An. Theo người dân địa phương thì hai con dơi này sống trong những cánh rừng tự nhiên thuộc hai xã Châu Hạnh và Châu Phong, huyện Quỳ Châu. Những năm gần đây do thiếu nguồn thức ăn, hai con dơi này thường xuyên vào các bản làng phá hoại hoa màu cây trồng của người dân. Theo thống kê, Nghệ An hiện có khoảng 16 con dơi đứng thứ ba cả nước sau Đắk Lắk và Đồng Nai đang sống tự nhiên trong rừng. Để bảo tồn đàn dơi, năm 2013, tỉnh Nghệ An đã phê duyệt dự án khẩn cấp bảo tồn dơi. Một trong những nhiệm vụ khẩn cấp của dự án này là di chuyển nhập đàn đối với những con dơi đơn lẻ. Sau hơn 3 tháng phát động, cuộc thi ý tưởng khởi nghiệp học sinh sinh viên giáo dục nghề nghiệp năm 2022 Startup Kite 2022 đã bước vào vòng chung kết toàn quốc. Và ở vòng chung kết vừa khai mạc tại thành phố Hồ Chí Minh, 80 ý tưởng dự án xuất sắc nhất sẽ tham gia tranh tài. Cuộc thi ý tưởng khởi nghiệp học sinh sinh viên giáo dục nghề nghiệp năm nay nhận hơn 1.500 ý tưởng dự án của học sinh sinh viên trên cả nước dự thi. Qua vòng bán kết, 80 ý tưởng dự án được đánh giá cao đã lọt vào vòng chung kết. Nhiều ý tưởng thu hút được sự chú ý như hệ thống quản lý rau thủy canh bằng điện thoại thông minh, sản xuất đồ thủ công mỹ nghệ bằng vỏ xác tàu hư hỏng. Ban tổ chức cuộc thi đánh giá cao tính sáng tạo, khả thi cũng như chất lượng của các dự án trong năm nay, đồng thời mong muốn các tác giả cần tập trung nghiên cứu, thực hiện đầy đủ tâm huyết và trí tuệ của mình đối với tinh thần đổi mới sáng tạo, vận dụng tối đa kiến thức, kỹ năng để đưa ra những sáng kiến, giải pháp giải quyết các vấn đề xã hội, mang lại giá trị hữu ích cho bản thân, cộng đồng và xã hội. Các dự án xuất sắc nhận giải sẽ được ban tổ chức kết nối với các doanh nhân và hướng dẫn hoàn thiện ý tưởng dự án. Ô nhiễm rác thải nhựa đại dương đang là vấn đề nan giải ở nhiều địa phương ven biển. Và tình trạng này xảy ra do các nguyên nhân khác nhau, trong đó có thói quen xả rác thải sinh hoạt của ngư dân trên các tàu đang đánh bắt xa bờ. Nhằm giải quyết tình trạng này, thì Ban Quản lý Cảng Cá tỉnh Thừa Thiên Huế đang triển khai nhân rộng hoạt động trang bị túi lưới đựng rác thải nhựa trên các tàu cho bà con cư dân. Tỉnh Thừa Thiên Huế đang hướng đến mục tiêu xây dựng các cảng cá ven biển trở thành thành viên Hiệp hội Cảng Cá Xanh Quốc tế. Trong đó có tiêu chí về công tác thu gom, xử lý rác thải trong quá trình đánh bắt trên biển. Tin rằng mục tiêu này sẽ sớm trở thành hiện thực với sự chung tay của bà con ngư dân nhằm bảo vệ bền vững hệ sinh thái của đại dương. Và đến đây chúng tôi xin được kết thúc chương trình Người đưa tin 24 giờ trưa nay của Đài Truyền hình Vĩnh Long. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.